Hello, xin chào tất cả các bạn, mình là Nobita đây. Ở trong video ngày hôm nay thì các bạn chắc hẳn cũng nhìn thấy mình đang để một cái chiếc mũ bảo hiểm. Nó là chiếc mũ mà mình thường hay sử dụng đi làm hàng ngày. Thì tại sao hôm nay các bạn sẽ thắc mắc rằng là sao hôm nay mình lại làm cái mũ bảo hiểm nhỉ? À, thì tại vì là mình có một cái bí quyết mà mình đã tìm hiểu ra. Thì mình muốn chia sẻ lại với các bạn rằng là tại sao mình lại làm cái video về mũ bảo hiểm này. Thì quả thực là mình công việc của mình là thường là phải dậy sớm từ 5 giờ sáng. Và sau khi ăn uống phục vụ cá nhân xong thì khoảng 6 giờ kém mình sẽ đi khoảng 13-15 cây số để mình đến nơi xe công ty đón để đến nơi làm việc. Thì mặc dù các bạn biết đặc thù bây giờ là trời mùa đông đúng không ạ, rất nhiều sương mù và giá lạnh, thì khi di chuyển thì chúng ta sẽ thường sử dụng những chiếc khẩu trang như thế này và chúng ta đeo, thì dẫn đến là khi chúng ta đeo trong ấy thì nó bị bám hơi nước, tức là hơi thở chúng ta nó bị bám vào cái trong này, trong phần kính trong, thì dẫn đến là bị lóa này, bị giảm tầm nhìn rất là nguy hiểm. Thì thực tế là mình cũng hay bị như vậy, rất là khó chịu luôn, và mình luôn phải có một thao tác đó là mình mở hẳn cái kính này ra, mặc dù kệ cho sương, kệ cho gió lạnh, mình vẫn phải mở ra để mình nhìn. Tuy nhiên thì mình thấy có một cái cách mình đã tìm hiểu ra, cũng đã học hỏi được rất nhiều, thì mình muốn chia sẻ lại cho các bạn xem cái cách đó mình làm như thế nào để có thể chống cái phần hơi thở nó bám vào trong kính mũ, nó gây cản trở tầm nhìn và mất cái quyền kiểm soát của chúng ta. Thì hôm nay mình sẽ thí nghiệm với các bạn là với một cốc nước sôi bốc hơi, thì mình sẽ để ở trong cái phần kính mũ và các bạn xem cái độ bám hơi nước của nó như thế nào. Thì bây giờ mình sẽ mở kính ra, mình sẽ đặt cốc nước vào trong và các bạn đợi một chút để cho hơi nước nó bám vào. Đây thì nếu các bạn để ý thấy nhá, hơi nước hiện tại là nó đã bám nhẹ vào trong cái phần kính của chúng ta. Để chứng minh cho các bạn thấy thì mình sẽ quẹt một cái đường. Đấy, các bạn nhìn thấy không ạ? Đấy, hơi nước đã bám, và khi mình quẹt tay đây thì nó đã bám theo ngón tay của mình và nó trắng về như thế này. Thì đây cũng là một cái hiện tượng mà chúng ta thường gặp khi đi xe mà có sử dụng khẩu trang. Tại vì hôm nay thì làm như cách nào để chúng ta có thể chống cái hơi nước này nó bám trong cái kính mặt nạ của chúng ta, thì có rất là nhiều cái video hoặc là những cái loại mà bán ở trên mạng. Tuy nhiên hôm nay mình sẽ dẫn các bạn một cái cách mà chúng ta có thể tận dụng tức thời ngay tại nhà, rất là đơn giản. Đó là chúng ta sẽ sử dụng cái chai dầu rửa bát, các bạn thấy rất là quen thuộc ở trong gia đình chúng ta phải không ạ? Thì các bạn sẽ lật cái mũ lên cho mình. Đầu tiên để thực hiện cái công việc này thì chúng ta sẽ cần vệ sinh sạch toàn bộ cái lòng mũ kính ở phía trước. Sau đó thì các bạn hãy rõ cho mình một cái giọt nhỏ thôi, đó, dầu rửa bát các bạn nhỏ trong lồng kính này. Đấy, sau đó thì các bạn lấy cái giấy ăn của nhà chúng ta thì các bạn lau. Có một điểm lưu ý cho các bạn là khi các bạn lau thì chúng ta sẽ lau theo vòng xoắn ốc như thế này. Nếu như các bạn lau dọc hoặc lau ngang như thế này thì dẫn đến là khi đèn nó bị chói thì nó sẽ ánh sáng lóe và gây chói mắt chúng ta. Còn khi các bạn xoay những vòng ốc này thì nó sẽ không bị chói các bạn nhé. Đây thì các bạn cái phương pháp xoay của chúng ta như thế này, các bạn cứ xoay như này cho mình theo kiểu vòng xoắn ốc. Đấy, các bạn lau đều cho mình. Thì cái ứng dụng này thì nó rất là đơn giản thôi, chẳng qua là nó trên cái dầu rửa bát này thì nó có một cái lớp dầu. Đấy, dầu bóng, thì khi mà các bạn để cái bôi đều như thế này thì trên cái lúc kính của chúng ta nó đã có một lớp dầu. Thì khi mà các bạn đeo khẩu trang hoặc là những xe máy trời đông lạnh thì nó sẽ không bị cái hiện tượng là bám hơi nước thoát ra từ hơi thở chúng ta, nó làm cái giảm hạn chế tầm nhìn. Thì mình cũng đã thực hành và thấy nó rất là hay, cho nên là mình sẽ mới làm cái video này để chia sẻ với mọi người. Thì hy vọng là nó sẽ đem lại hiệu quả và mang lại an toàn cho chúng ta. Thì làm YouTube thì có cái gì hay hoặc là có những gì hay biết thì mình sẽ chia sẻ với các bạn. Rồi, hiện tại bây giờ thì mình đã lau xong nha các bạn nhé. Giờ mình đã xong lau xong lồng kính nha. Và mình sẽ để cái cốc hơi nước của mình vào đây. Và các bạn đợi một chút nữa để xem rằng là hơi nước nó còn bám hay không. Đây, mình sẽ để gần vào đây. Các bạn thấy nhá.
Đấy, các bạn thấy không ạ? Hơi nước thì hiện tại giờ nó không bám vào cái kính của mình nữa rồi. Rất là hay không ạ? À, lúc nãy thì chúng ta chưa thực hiện cái bước này thì hơi nước nó bám mờ hết cả kính mũ. Bây giờ thì sau khi mình bôi một ít lớp dầu rửa bát và có xoa đều thì nước nó đã không bám vào đến nữa rồi. Thì các bạn hãy tận dụng để đảm bảo cho an toàn của chúng ta trong những hành trình khi đi làm và được sử dụng mũ bảo hiểm các bạn nhé. Nếu các bạn thấy video của mình chia sẻ hay thì hãy đăng ký và ủng hộ mình các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video lần sau.